Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại cập nhật về rất là nhiều loại lan để chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay đây. Hôm nay cũng có một số mặt hàng là cũ của ngày hôm qua và sót lại một số hàng thì còn sót lại từ ngày hôm kia rồi. Đấy, thì em cũng bán giảm giá chia sẻ cho mọi người với cái mức giá hàng giống rất là rẻ cho mọi người luôn vào vườn đó. Và tất nhiên rồi, những mặt hàng đấy hôm qua cũng đã bán giảm giá thì bây giờ cũng chỉ còn một nửa số hàng của hôm qua nữa thôi đấy, những mặt hàng giá rẻ đấy. Và hôm nay có rất là nhiều loại lan mới cập nhật về đang hoa và đang có nụ nữa nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho cơ sở chúng em là số 0984754102. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp đơn hàng và địa chỉ cho chúng em, rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn nhé. Đó. Và hình thức bán hàng của em thì em sẽ báo giá chi tiết từng loại mặt hàng, và giá em báo giá ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Và em sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho tất cả các bạn, và sẽ có bên bưu tá họ phát hàng, giao hàng tận tay và thu tiền cước và tiền hàng trực tiếp với các bạn. Đó. Và bây giờ em xin được đi vào giới thiệu chi tiết giá của từng loại mặt hàng cho các bạn luôn. Thì như các bạn đang thấy ở trong hình ảnh đây, rất là nhiều loại hàng luôn. Mỗi loại là một đống. Em có phân thành từng đống riêng ở đó. Đó. Như ở đây thì ở đây có một phần Trần Tuấn. Nói chung phần Trần Tuấn này chắc tầm khoảng 4-5 lạng gì đấy. Thì cái Trần Tuấn này thì có giá là mỗi lạng là 180.000 một lạng nhé các bạn nhé. 180.000 một lạng nữa. 1.800.000 một kg đấy các bạn. Đấy, các bạn có thể lấy từ 1-2 lạng trở lên thì từ 1 lạng. Em vẫn bán từ 1 lạng nhé các bạn nhé. 180.000 trở lên ạ. Đó. Thì về cái lan Trần Tuấn là còn chừng này thôi. Đó. Và còn đây là một phần kiều vuông hay kiều cam đấy các bạn. Kiều vuông, kiều cam, kiều mỡ gà cũng nó đấy ạ. Thì còn một phần này thì hàng bị thân gãy. Chủ yếu là hàng gãy thân nhé các bạn. Đây. Như những thân như này đây cũng gãy. Chủ yếu gãy thân, bán chia sẻ hàng giống cho mọi người. Cái phần này là 120.000 này. Đó. Kiều vuông nhé các bạn nhé. Kiều vuông thân dài ạ. Và còn đây em có hai dề kiều tím. Hai dề kiều tím rất là đẹp ạ. Đấy, một dề thì thân to, một dề này thì thân hơi nhỏ hơn. Dề này cho là dề số 1 đi, dề kiều tím số 1 này là có giá là 550.000 nhé các bạn. Đó, dề này có giá là 550.000 đấy ạ. Đó. Và còn đây một dề này là thân to đẹp hơn, và nó tất nhiên nó cũng nặng ký hơn. Đấy. Dề này nó vào hình như là 2 kg hay sao, và cũng rất là nhiều thân tơ, đẹp luôn, thân to, mập mạp, đẹp nhá. Thì có giá là 700.000 đấy ạ. Dề số 2 nhá, dề kiều tím số 2 là 700.000. Và tiếp theo đây em có lan Phật Ngọc này. Lan Phật Ngọc này của hàng Tàu nhá các bạn nhá. Có một bạn bạn đấy là vừa rồi là lấy cái Phật Ngọc này về để cho vào vườn đấy, nhưng mà bây giờ lại là muốn để cho em bán luôn, tại vì bạn ấy cần tiền nên là bạn cũng để cho mình cái giá nó cũng nói chung là để vào vườn và nuôi ra những cái nụ hoa như này rồi đây các bạn ạ. Nụ hoa đang chi chít đấy, như các bạn đấy nhìn thấy đấy. Những cái nụ hoa này chúng em sẽ cố gắng đóng gói làm sao lúc vận chuyển đi mà nó sẽ không bị rụng nhé các bạn nhé. Chúng em sẽ quấn giấy mềm, giấy nói chung là chúng em sẽ quấn bằng giấy vệ sinh á, là loại giấy mềm, nó bảo vệ nụ cũng rất là tốt đó. Thì em sẽ quấn giấy mà gửi hàng cho các bạn nhé. Thì cái này có giá là 550.000 một kg nhá, Phật Ngọc. Cái này là hàng nhổ vườn rừng Tàu nhé các bạn nhé. Và đồng thời cây bây giờ cũng đang lên những cái mầm gốc chi chít như này đấy các bạn ạ. Đó. Đấy, mầm gốc đang lên chi chít này. Đấy. Thì nói chung thì em chuyên về hàng rừng thôi, nhưng mà nay thì có đúng mỗi một lô này là gọi là hàng nhổ vườn rừng Tàu về thôi. Đấy. Thì 550.000 một kg nhé, cái lan Phật Ngọc ạ. Lan Phật Ngọc thì hoa cực kỳ là đẹp rồi. Đấy.
Đấy, nụ thì bây giờ đang ra rất là nhiều. Có những thân thì nụ mới bắt đầu nhũ nhá các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo đây thì cái đây là lan bạch nhạn nhé các bạn. Lan bạch nhạn thì bây giờ đang ra nụ nhé các bạn. Đang bắt đầu ra nụ rồi ạ. Đó. Còn rất nhiều cây vẫn còn chưa ra nụ, như cây này lên nát quá thì chúng em sẽ lọc bỏ, không gửi hàng. Cái này chúng em mới lấy ra nên là chưa lọc hàng nhé. Như cây này đây thì còn đỡ đỡ. Đấy. Cái dòng này thì cây nó nhỏ nhỏ thôi các bạn. Cây nó không to đâu, đó. Như những cây như này đây thì nó vẫn chưa ra nụ này, đó. Đấy, như những cây như này đây nó vẫn cho bông bình thường nhé các bạn nhé. Lan bạch nhạn ạ. Bạch nhạn có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. 200.000 1 kg ạ. Và còn đây là một dòng cũng đang cho nụ rất là nhiều luôn ạ. Đây là lan giáng hương tam bảo sắc nhé các bạn. Giáng hương tam bảo sắc bây giờ cũng đang vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 200.000 1 kg ạ. Cái loại này thì chủ yếu là hàng giống, hàng xô thôi các bạn. Hàng xô, hàng giống thôi. Tại vì nó cũng hơi xấu xấu chứ nó không phải là hàng đẹp nhé các bạn nhé. Hàng đẹp thì nó có giá khác cơ, 300.000, 500.000 cũng có. Đấy. Đó. Cái này 200.000 1 kg nhé. Và còn ở đây thì có một loại nữa đang đi vào mùa nụ nhé các bạn. Đây là chồn tím rừng Lào đấy ạ. Chồn tím nhé các bạn nhé. Chồn tím ở rừng Bắc cũng có nhưng mà cực kỳ là ít. Chủ yếu là hàng rừng Lào là nhiều thôi. Đấy, có những cây mà nó xuống lá. Đấy. Chồn tím rừng Lào có giá là 300.000 1 kg đấy ạ. 300.000 1 kg nhé các bạn nhé. Cây rất là đẹp ạ. Đấy. Đó. Cây này. Tình trạng về hàng hóa như này đây. Đấy, trên dưới đều xem cả nhau thôi các bạn. Đó. Có những cây rất là đẹp luôn ạ. 300.000 1 kg nhé các bạn. Cây to cây nhỏ lẫn lộn ạ. Đó. Đấy. Chi tiết về hàng như này đây. Đó. Đấy, lác đác xuống dưới cũng có rất là nhiều cây đẹp luôn ạ. Đó. Đấy. Đó. Và còn đây là mặt hàng này cũng có giá là 300.000 1 kg đây. Đây là lan ý ngọc nhé các bạn. Lan ý ngọc thì bây giờ cũng đang mua nụ chi chít như này đây. Đấy. Thân đi đen xì này. Đó. Lan ý ngọc bông cánh trắng họng tím nhé các bạn nhé. Thì cho bông rất là đẹp. Cây bây giờ đang nụ và cũng đang lên mầm gốc như này, rất là đẹp luôn ạ. Mặt hàng này thì rất là cũng khá là khan hàng. Đấy, mỗi ngày em chỉ về được độ chục cân thôi, về theo lô là mỗi ngày chục cân, ngày 5 cân. Đấy, như hôm nay là về như này là số lượng nhiều này. Đó. Là chỗ này có độ khoảng 8 9 cân như này thôi các bạn. Và còn đây là mặt lan có giá rất là rẻ. 150.000 1 kg, lan môi tua nhé các bạn nhé. Đây là lan hoàng thảo môi tua đấy ạ. Thì có giá là 150.000 1 kg. Lan hoàng thảo môi tua thì bây giờ cũng đang đi vào mùa bắt đầu nứt nụ nhé các bạn nhé. Như thân này đây có một nụ này. Đấy, một nụ đang, mắt nụ đang sưng rồi đây. Đấy, hoàng thảo môi tua ạ. 150.000 1 kg. Và còn đây một mặt hàng đang nở hoa đây mà hoa thơm như là mùi quả cam ấy các bạn. Hoa rất thơm luôn ạ. Đấy. Đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 1 kg thôi các bạn. Đấy, nhất điểm hoàng hôm nay chỉ còn độ khoảng chục cân thôi này. Đó. Và còn đây là lan kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì mùa này cũng vừa mới hết mùa hoa. Và chỗ hàng này đây thì cũng chủ yếu là hàng giống thôi các bạn. Chứ không có loại hàng đẹp rồi. Loại hàng đẹp thì vừa rồi thì hàng về cũng khá là nhiều. Nhưng mà hết rồi. Đây chủ yếu hàng giống từ những chip như này trở lên nhé các bạn nhé. Thì có giá cũng rất là rẻ. Chỉ có giá là 180.000 1 kg thôi ạ. 180.000 1 kg. Cái này chúng ta ghép vào vườn được lợi về đầu cây. Và giá rẻ. Chứ còn loại hàng đẹp thì nó 200 đến 300.000 1 kg cơ các bạn. Và tiếp theo đây là lan kiếm đỏ Cao Bằng. Lan kiếm đỏ Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là những cái vòi hoa cũ của năm ngoái đây. Lan kiếm đỏ Cao Bằng này sẽ nở hoa tháng 7 nhé. Tháng 7 âm nhé các bạn.
đó. Về chúng ta chăm sóc là mấy tháng nữa chúng ta xem hoa thôi. Đấy, đây là những cái cây con, cây tơ, hình như là mầm rồi hay sao, mầm nụ rồi hay sao các bạn ạ? Không, mầm nụ sớm thế đâu chứ. Đấy, có những cây nó cho nụ khá là sớm đấy các bạn. Hình như là mầm nụ rồi các bạn ạ. Đây là mầm nụ rồi các bạn. Đó. Mỗi bó này là 70.000 một bó nhé các bạn. Một bó như là 70.000 một bó. Em chỉ còn độ khoảng 4, 6, 8 bó. Đấy, 8 bó và một dề đây. Em có một dề này rất là đẹp luôn ạ. Dề này có giá là 150.000 đây. Đó. Đấy, cây đang lên mầm như này đây. Đấy, đây là những mầm cái con này. Còn đây là những cái củ này là sắp tới là sẽ cho những vòi hoa. Đúng rồi, những cái này là những cái mầm nụ rồi các bạn ạ. Đây là những mầm nụ rồi đấy ạ. Đấy, mầm nụ của nó khá là lâu. Chắc độ khoảng 2 tháng. Đấy, bây giờ đang ở tháng 3 thì tháng 5 đến tháng 6. Tháng 6 nó bắt đầu là chuyển bình nở. Tháng 6, tháng 7, tháng 8. Nó nở kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Đấy, có những cây nào nở muộn là đến tháng 9. Dề này là 150.000 nhé các bạn nhé. Và còn ở đây là lan kim thoa này. Đây lan kim thoa nhé các bạn nhé. Lan kim thoa thì bây giờ nó đang đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đây lan kim thoa đây, 150.000 1 kg ạ. Lan kim thoa, chỗ này chắc độ khoảng 2 kg. Như thân này đây thì đang bắt đầu nảy mầm này, mầm nụ nhé các bạn nhé. Đây là mầm nụ nhé, đỏ chót nhé. Còn có mỗi thân này đang nảy mầm đấy các bạn. Còn ở đây có một dề đây. Một dề kim thoa rất là đẹp luôn ạ. Dề này 200.000 nhé các bạn. Dề kim thoa này 200.000 ạ. Đó, còn hàng kg thì ở bên này đây thì nó cây rời rời thôi, thì có giá là 150.000 1 kg ạ. Và còn đây là lan kiều vàng. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang đi vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Có những cây thì bây giờ nó đang nụ như này. Đó, những cái nụ đang khá là to rồi ạ. Có những cây còn chưa ra nụ cơ. Đấy, bây giờ đang là bắt đầu vào mùa hoa thôi, nên là còn như khóm này đây thì nở hoa khá là nhiều này. Đấy, khóm này nở hoa này. Lúc đóng gói thì có nở hoa ở đây. Lan kiều vàng nhá. Kiều vàng có giá là 200.000 1 kg ạ. 200.000 1 kg kiều vàng nhé các bạn. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì cây to cây nhỏ lẫn lộn nhá. Nay em bán xả hàng, bán với cái mức giá hàng giống là 100.000 1 kg thôi ạ. Lan kim điệp xuân nhé các bạn nhé. 100.000 1 kg. Đó. Đấy. Hàng thì tất nhiên là bây giờ hàng giống thì nó cũng mới hết mùa hoa và nhìn cây nó khá là sơ xác thôi. Chứ khi mình trồng lên nữa sang năm thì cây nó sẽ lại đẹp, xanh tươi tốt thôi các bạn ạ. Đấy, cây bây giờ đang lên mầm gốc này. Đó, những cái mầm gốc xanh xanh đang nảy ở gốc đây. Đấy. Đây ạ. 100.000 1 kg thôi. Và còn ở đây là lan phượng vĩ. Lan phượng vĩ có giá là 150.000 1 kg ạ. Loại này chúng ta lấy về trồng trụ cổng tường rào nhé. Loại cây chịu nắng nhất mà em biết là loại cây này chịu nắng cực kỳ là tốt. Và càng nắng thì cây lại nở hoa lại càng sai nhé các bạn nhé. Đấy, cái này thích hợp chúng ta trồng vào tường rào, trụ cổng hoặc là tường nhà của chúng ta. Đấy, 150.000 1 kg thôi ạ. Như em cầm đây một khóm như này đây, chắc độ khoảng nửa cân, độ khoảng 5 lạng đây. Đấy, một bó như này chắc độ khoảng 5 lạng. Đó. Và còn đây là quế tháng 8. Quế trắng tháng 8 đây nhớ các bạn nhé. Quế trắng tháng 8 có giá là 550.000 1 kg ạ. Đấy. Cây khá là to và chủ yếu là lá xếp thôi các bạn. Đấy, chủ yếu toàn là lá xếp thôi. Đó, nhìn rễ của nó khá lòng ngoằng tí nhưng mà cây thì rất là đẹp ạ. 550.000 1 kg thôi các bạn. Và còn đây là sóc tím. Sóc tím thì bây giờ đang đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Sóc tím bây giờ đang mùa nụ. Nên là như những cây này đây thì chưa xuất hiện nụ này. Có những cây là có nụ khá dài nhé các bạn nhé. Đây, như cây này đây nụ khá là dài này. Nhỏ nhỏ mà nụ dài vậy rồi. Đấy. Sóc tím rừng Lào có giá là 200.000 1 kg ạ. 200.000 1 kg sóc tím rừng Lào nhé các bạn nhé. Mặt hàng này cũng khá bây giờ đang rất là hot và các bạn đặt hàng rất là nhiều đấy ạ. Còn đây là hoàng thảo Thái Bình. Hoàng thảo Thái Bình thì đặc điểm thân dài và có thành từng đốt.
mọc đứng rất là đẹp luôn luôn ạ. Và cây bây giờ đang chuẩn bị cho nụ rồi nhá các bạn nhá. Loài này cho nụ vào tháng 4 nhá các bạn. Tháng 4 tháng 5 sẽ nở hoa nhá các bạn. Đó. Và bây giờ đồng thời nó cũng đang lên những cái mầm gốc như này đây các bạn. Đây, bây giờ đang lên những cái mầm gốc như này đây. Đấy, mầm gốc đang lên chi chít luôn ạ. Có những thân đang nứt mất mắt mầm gốc này. Đó. Đó. Đây ạ. Mắt mầm gốc đó ạ. 150.000 một kg thôi, Hoàng Thảo Thái Bình ạ. Và còn đây là một phần thập hoa là 150.000 này. Đấy, phần thập hoa này có giá là 150.000 thôi này. Đó. Đây còn phần thập hoa thôi. Đấy, 150.000. Và đây là một phần lan vảy rồng. Lan vảy rồng thì cũng nở hoa vào tháng 5 nhớ các bạn nhé, tháng 4, tháng 5. Lan vảy rồng một phần này có giá là 120.000 này. Đấy. Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào nhé các bạn. Ngọc thạch rừng Lào thì nó sẽ cho chuẩn chỉ là ngọc thạch 3 màu nhé các bạn. Đó. Đây là mặt bông của hoa ngọc thạch 3 màu rừng Lào đây. Bông rất là to luôn. Đây là hai bông nhé các bạn. Đấy. Ngọc thạch 3 màu rừng Lào có giá là 180.000 một kg này. Đó. Và còn đây là ngọc thạch Bắc. Ngọc thạch Bắc thì nó sẽ lẫn lộn ở ngọc thạch 2 màu và ngọc thạch 3 màu nhé các bạn nhé. Ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang ra nụ. Như thân này đây vẫn còn chưa nảy nụ này. Đó. Có những thân là lác đác đang bắt đầu là nứt nụ, sưng nụ như này đấy các bạn nhé. Đây là những cái mắt nụ mà đã sưng lên đây. Đấy. Ngọc thạch Bắc thì có lẫn lộn cả ngọc thạch 3 màu và ngọc thạch 2 màu nhé các bạn. Có giá là 200.000 một kg ạ. Còn đây là lan Điện Biên Đông. Lan Điện Biên Đông hay lan hương rừng đấy ạ. Có giá là 220.000 một kg đây. Loại hoa này cho hoa rất sai, màu vàng rực rất là đẹp luôn ạ. Đấy, cây mới hết mùa hoa năm nay nhé các bạn nhé. Đấy, và bây giờ đang cho lên những cái mầm gốc rồi nhé các bạn. Thì chúng ta lấy về chăm sóc để sang năm chúng ta chơi hoa tiếp nhé các bạn. Đấy, đang những cái mầm gốc đang lên như này đây. Đó. Và còn đây mặt hàng này là dòng dáng hương rất là thơm mà nở hoa vào sau Tết một thời gian, nở hoa tháng riêng tháng 2. Đấy, cây thì bây giờ đang là tháng 3 thì cái cây cũng mới tàn hoa được độ khoảng chục ngày, 20 ngày thôi mà. Đó. Đó, cây lá xếp rất là đẹp nhá. Cây lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Đấy, Vanda hương chanh thì có giá là 150.000 một kg đấy ạ. Vanda hương chanh nhá các bạn nhé. Và còn đây là lan chuối ngọc này. Lan chuối ngọc thì nay cũng có cái mức giá hàng giống rất là rẻ luôn ạ. 150.000 một kg đây, lan chuối ngọc. Chỉ còn độ khoảng 5kg đây này. Đấy, các bác lấy vào vườn thì chỉ mua vào cái thời điểm mà sau hoa như thế này thì giá rất là rẻ. Và cũng là cái mùa ghép thuận lợi nhất trong cả năm cho một cây lan, là chỉ ghép vào sau mùa hoa là thuận lợi nhất, vào lúc ghép, lúc đang hoa. Đấy. Và còn đây là một mặt hàng nữa cũng rất là hot đấy ạ. Đây là quế tím nhá các bạn. Quế tím thì bây giờ cũng đang bắt đầu đi vào mùa nụ nhá các bạn. Quế tím thì có giá là 200.000 một kg nhá. Quế tím nhá, 200.000 một kg các bạn ạ. Đó. Và còn đây là hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào thì em còn độ khoảng 7kg đây. Hạc vĩ Lào này có giá là 260.000 một kg đấy ạ. Hạc vĩ Lào thân tía cho bông màu khá là đậm màu nhá các bạn nhé. Đấy, cái dòng thân tía này cho bông khá là đậm màu đấy ạ. 260.000 một kg. Và còn đây là lan Mỹ Dung. Đấy, chúng ta vẫn thường hay gọi là Mỹ Dung dạ hương đấy ạ. Thì còn độ khoảng 2kg đây. 200.000 một kg ạ. Cái lan Mỹ Dung này ạ. Đó, 200.000 một kg. Và còn đây là lan đơn cam. Đơn cam thì cái chỗ hàng này đây thì thân khá là dài đẹp nha các bạn nhá. Đấy. Lan đơn cam này có giá là 1.200.000 một kg đấy ạ. Đó, hôm nay chỉ về được độ khoảng 2kg đây. Mặt hàng này khá là hiếm và hoa rất là đẹp đấy ạ. Đó, đây là mặt bông của hoa đơn cam đây. Bây giờ đang nở đây. Đó. Đấy, 1.200.000 một kg nhé các bạn.
Và còn đây mặt hàng này em còn đang có số lượng khá là nhiều đây, là lan đùi gà tròn nhé các bạn. Nay em chỉ bán với mức giá hàng cây giống là 180.000 một kg thôi các bạn. Đấy. Chứ còn lúc cây đang hoa và cây còn nhìn khá là đẹp đẹp đấy thì nó có giá khá là cao, em nhập giá về khá là cao. Như hôm nay thì em nhập về được lô như này đây thì độ khoảng 20-30 cân thì có giá cũng rất là rẻ. Chỉ có giá là 180.000 một kg thôi này. Và cây bây giờ đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Và năm nay thì lan đùi gà tròn thì trốn hoa rất là nhiều, còn rất là nhiều thân tơ luôn các bạn. Đấy, còn rất là nhiều thân tơ để sang năm chúng ta chơi hoa chắc chắn là sẽ nở rộ luôn sang năm. Đấy, tại vì năm nay cây trốn hoa rất là nhiều. Và còn đây là lan đây, bên này đây, em giới thiệu luôn cái đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì nay còn cái giá hàng giống rất là rẻ luôn ạ, 150.000 một kg nhớ các bạn nhé. Đấy, hàng cây bây giờ đã xuống hết lá để về chúng ta nuôi những mầm gốc mới nhé. Thì đó, lan đùi gà dẹt đấy ạ, 150.000 một kg thôi. Và còn đây là một mặt hàng nữa cũng có giá là 150.000 một kg, là lan hoàng lạp nhé các bạn. Lan hoàng lạp cũng rất là đẹp luôn ạ, lô hàng này khá là đẹp và cây cũng mới xong mùa hoa nhé các bạn nhé. Lan hoàng lạp có giá 150.000 một kg. Và ở trên này đây thì em còn có cả lan, đây lan báo hỷ nhé các bạn. Báo hỷ cũng mới tàn mùa hoa nhé các bạn, bây giờ đang lên những mầm gốc này, xanh mướt luôn, mầm gốc khá là to ạ. Lan báo hỷ có giá là 180.000 một kg ạ. Đấy, 180.000 một kg. Và còn đây là lan trinh bạch. Trinh bạch hay nhất điểm hồng cũng nó đấy ạ. Bây giờ cũng đang là mùa hoa đây. Đó, hoa rất đẹp. Đây là lan trinh bạch nhé các bạn nhé. Có giá là 200.000 một kg đấy ạ. Đó. Và còn đây là lan đuôi cáo. Lan giáng hương đuôi cáo có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Cái loại này thì chủ yếu là hàng xô thôi, không phải hàng đẹp cho lắm. Cái loại hàng đẹp hơn nữa thì nó có giá cao hơn cơ các bạn ạ. Cái này thì hôm qua em có đi vào dân thì lấy được có ít hàng xô như này thôi. Đấy, lan đuôi giáng hương đuôi cáo thì bây giờ đang vào cho vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đó, để em tìm xem có cây nào đã ra nụ chưa nào. Lan đuôi cáo nở hoa tháng 4, tháng 5 mà. Đấy, những chùm hoa rất là thơm. Như lô này thì em vẫn chưa thấy có nụ đâu các bạn ạ. Đấy, về chắc cây sẽ cho nụ sau thôi. Đó. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 một kg đấy ạ. Đó, sơn thủy tiên nhé các bạn. Và ở đây em có hai dề sơn thủy tiên này. Đấy, hai dề sơn thủy tiên nhé các bạn. Hai dề rất to luôn ạ. Như dề này đây, dề này có giá là 600.000 nhé các bạn. Đấy, dề sơn thủy tiên có giá là 600.000 ạ. Cây rất to và củ cũng khá rất là dài ạ, thân nó rất là dài ạ. Đấy. Còn dề này đây thì có giá là 750.000 này. Đấy, dề này thì nó tròn dề hơn, dề nó cụm hơn. Đó, 750.000 nhé các bạn. Đó. Đấy. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và em đã giới thiệu giá chi tiết của từng loại. Và ở đây thì một mặt hàng nữa chúng em cũng mới bốc xuống đấy ạ. Thì, và loại cây đang có nụ nhé các bạn nhé. Đây là lan trầm vàng ạ. Đấy, lan trầm vàng bây giờ đang nụ này. Có những cái nụ dài quá nó hỏng nụ đây các bạn. Tiếc thật. Đấy, đấy, có những thân vẫn còn chưa ra nụ cơ. Như thân này đang sưng mắt nụ này. Đấy, lan trầm vàng đây ạ. Đây lan trầm vàng đấy ạ, thành từng khóm từng cụm rất là đẹp luôn ạ. Như cây đang ra nụ đây. Đấy, đang ra nụ chi chít luôn ạ. Đó, như thân này vẫn chưa ra nụ đây, đang bắt đầu vào mùa hoa thôi các bạn. Đây ạ. Đó. Đó, trầm vàng thì có giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. Trầm vàng ạ, 300.000 một kg ạ. Đấy, số lượng hôm nay em về được có chục cân thôi. Thì ở trong thùng đây thì em còn chưa bốc ra hết này. Đó. Em cũng mới bốc từ xe xuống, như những thân này vẫn chưa ra nụ đây. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Nói chung là hàng mới về được như này là đẹp rồi ạ. Đấy. Lô hàng ok luôn ạ. Đó, 300.000 một kg ạ. Đấy.
Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà em đã giới thiệu và báo giá chi tiết cho các bạn rồi nha. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại ở đầu clip mà em đã đề cập, và em cũng có nêu luôn ở trên tiêu đề của clip nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý các bạn đam mê lan trên Trung Quốc nhé.